Sau đây là bây giờ tôi sẽ cuốn cái keo này vào cái cây cho mấy chuột nha các bạn, để cho mấy chút chè. Thì tôi đây đây nhìn thấy một con chút chè nó đậu ở đằng kia, đằng kia. Thì bây giờ tôi đang cuốn, tiến hành cuốn keo thì nó khác quá. Đó các bạn, tôi cuốn. Hôm nay tôi chỉ cuốn một cây thôi, không cần nhiều. Thì cũng kiếm cái chỗ nào mình cắm được ra cho khi là nó thích nó động lên là được. Đây các bạn, bây giờ tôi sẽ đi tìm một cái mu đất nào đó. Ở đây coi đi ra giờ. Tôi sẽ đi tìm một cái mu đất nào đó để cắm cái cây này này lên, để tạo làm chỗ cho chim nó đậu và nó dính keo. Đây có vẻ như mu đất ở đây là hợp lý nhất để tôi cắm. Rồi tôi sẽ đặt máy để cho máy nó kêu và gọi chim tới. Tôi nhìn thấy một em trống rồi, một con trẻ đất trống rồi. Tôi bắt đầu tôi bẫy nó. Đấy các bạn, mua đất này trông có vẻ hợp lý đó. Nhưng mà tôi sợ là tôi đi, đối với mua đất này tôi sợ tôi đặt đây nó đậu dưới đất đó. Đặt mua đất nhỏ này. Đây. Đây các bạn. Như vậy nó muốn đậu không? Nhìn trông có vẻ là rất muốn để đậu lên đúng không? Tôi sẽ đặt máy đây. Thì cái máy mà điều khiển từ xe của tôi hôm vừa rồi á, nó hư, nó cháy đó. Mua ngay hàng da gà. Đây các bạn. Giờ tôi sẽ đẩy máy vượt nơi này. Hy vọng là chiếc chè sẽ đậu lên đó. Các bạn cùng coi nha. Tôi sẽ đặt camera đây luôn. Các bạn thấy sao? Tắt máy đi. Đây là một em trẻ đất trống đã trưởng thành, rất là đẹp. Tụi thấy sao? Tốt, đẹp đấy. Đây là cắt bẫy của tôi chuyên bẫy trời đất. Đây là em trống nó trưởng thành nha các bạn. Bấm quang vậy. Tôi từng đứt lông. Mấy cái cây... Okay. Này cái không, này cái cây đứng từ từ thôi. Heo nó phải lôi từ từ. Từ từ, nhẹ. Ok. Heo nó phải lôi từ từ. Đấy. Đặt con vẹn. Phải lôi luôn. Lôi ra khỏi cây à. Giờ đang dính keo rất nhiều. Giờ mình sẽ dùng biện pháp gì để... Xăng. Xăng thơm. Các bạn thấy sao? Hôm nay cũng là một ngày may mắn. Đi dầm mưa từ hồi giờ đến giờ. Giờ mới dính.
rồi chạy thở như bò vậy. Thì không biết còn không. Chúng tôi đi nơi khác. Là em trời đất này sẽ được vô trại cải tạo. Những chú chim thích ở ngoài thiên nhiên. Xin hương dễ, xin chào các bạn nha.